Có nhiều loài côn trùng được thiên nhiên trao cho khả năng phạm ăn, một trong số đó là ấu trùng. Ấu trùng loài ruồi lính đen đang được nhân giống ở Singapore để xử lý thức ăn thừa, đồng thời tạo ra một loại phân bón giàu dinh dưỡng cho cây trồng. Khoảng 1/3 thực phẩm chế biến trên toàn cầu bị lãng phí, tương đương khoảng 1,3 tỷ tấn. Nếu rác thải thực phẩm là một quốc gia, nó sẽ là nguồn phát thải khí nhà kính lớn thứ ba thế giới. Ruồi lính đen được tìm thấy trên khắp Singapore. Ruồi trưởng thành không ăn uống gì vì mục đích sống duy nhất của chúng là giao phối. Ấu trùng loài ruồi này lại ăn hầu hết mọi chất hữu cơ và tiêu hóa một lượng thức ăn nhiều gấp 4 lần trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Chúng có khả năng chuyển đổi 3 tấn rác thải thực phẩm thành 1 tấn phân bón mỗi tuần. Jaden Ho là người sáng lập của Insectstar, trang trại côn trùng tại Singapore. Kể từ khi anh ta lập nghiệp với côn trùng cách đây 5 năm, anh luôn cam kết tạo ra một dây chuyền xử lý thực phẩm thừa khép kín. Thực phẩm chiếm khoảng 10% tổng lượng rác thải tại Singapore, nhưng chỉ có 13% trong số đó được tái chế. Phần còn lại được đốt nên tạo ra nhiều khí nhà kính. Chính phủ Singapore rất nỗ lực để giảm lượng thực phẩm bị lãng phí. Vào tháng 2, Singapore cam kết năm 2019 là năm không lãng phí. Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên nước này cũng phát động phong trào kéo dài một năm để giảm lãng phí thực phẩm, khuyến khích mọi người chỉ mua thực phẩm vừa đủ ăn. Hiện nay, Insectstar chỉ có thể xử lý thực phẩm thừa từ các nhà máy sản xuất đậu nành hoặc nhà máy bia dựa theo các quy định hiện hành. Công ty đang tìm cách vận động để có thể xử lý thực phẩm thừa từ các nhà hàng.